Xin mến chào tất cả các bác. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu về linh kiện của cửa hàng. Với những cái mẫu này thì không phải hàng ngày Tùng Nguyễn giới thiệu được, vì nhà Tùng Nguyễn làm có rất là nhiều các mã hàng. Thì hôm nay em có review cho một bác thợ. Một bác thợ lấy cấu hình nắp hai đôi loa full 30. Nắp hai đôi full 30. Và cấu hình này thì bên cửa hàng Tùng Nguyễn lắp rất là nhiều. Và lấy hai chiếc mic có dây. Các bác có thể là lấy mic có dây kết hợp vào loa kéo, kết hợp với âm ly, hoặc là các bộ dàn karaoke mà mình chưa có điều kiện sắm không dây thì mình mua có dây. Chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Và một con văng lếch FX8 bản mặt phay nhôm trắng chính hãng. Thì bây giờ Tùng Nguyễn sẽ review cho tất cả các bác cùng xem một chiếc mic CIF, một chiếc mic CIF B12 Pro. Con này tay của nó là màu vàng nhá, mạ vàng 18K. Đấy, dây của nó cực dài, dây rời, một cái túi da. Đấy, và hộp của nó có cả xốp chiếc bọc đàng hoàng. Mic này rất là rẻ, chất âm cực tốt luôn, bảo đảm báo hay. Và một dòng vang lách FX8 bản chính hãng. Đối với những dòng vang lách này trên thị trường có rất là nhiều loại, nhưng bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio vẫn nhập cái loại mà cao cấp nhất và chính hãng để phục vụ tất cả các bác. Các bác sử dụng cái vòng vang lách này, em không chạy đua với công nghệ. Nếu mà nhập chạy đua với các công nghệ thì nhập các loại rẻ rẻ, cứ về quảng cáo loại 1, loại 2 thì rất là phức tạp. Và các bác nào mà đang mua loa ở bên Tùng Nguyễn Audio, và bác thợ này đã mua vang lách của em rất là nhiều lần rồi, biết được hàng của em là hàng chất nên vẫn tiếp tục ủng hộ vang lách này. Đấy, nó là hàng đắt, không phải hàng rẻ. Bây giờ vang lách ở trên thị trường kể cả hơn 1 triệu cũng có. Nhưng con vang lách này bên cửa hàng Tùng Nguyễn vẫn đang cung cấp là 2 triệu và tặng kèm dây rắc chống sôi và chống nhiễu. Đấy, các bác mua vang là sẽ được tặng kèm dây rắc các bác nhé, về để kết nối. Các bác nào mà mua loa ở Tùng Nguyễn thì yên tâm khi sử dụng con vang lách này. Cái vang lách này trên thị trường nó là một cái loại mã hàng mà nó là quá lát các bác, quá lát. Em bán thì em cũng tư vấn cho các bác quá lát. Đấy, con này có cổng quang và Bluetooth và USB chống hú này. Còn đâu các bác thợ là mà muốn vang lách rẻ thì em có rất là nhiều. Và một dòng bát mà chuyên để nắp loa full. Với cấu hình này các bác có thể nắp lên các cấu hình như RCF6012 hoặc B3 rồi KB052 rồi JBL rồi rất là nhiều kiểu thùng, nhưng chỉ nắp vào một bát một chép kèn để mình hát karaoke. Đặc điểm những cái dòng loa full này, nó sẽ khi nắp lên thùng nó rất là lợi về lời ca, hát rất là hay các bác nhé. Củ bát của nó là chính hãng của công ty BM Made in China, model 12AZ-20, 8 ohm công suất là 350W. Các bác đánh các dòng loa này chỉ cần đánh đẩy 16 sò là mình đã lệnh căng đét rồi. Đấy, âm ly 12 sò mà chơi thêm vang lâng tiếng vào thì đánh cũng ok. Deep bass có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt này, từ 170-76 này, siêu nghiêm đúc cuốn cong này, chạm đến màu vàng. Đây là những sản phẩm mà để nắp lên loa có cái chất âm tốt và giá thành cạnh tranh, nên anh em thợ có thể chọn các cái mẫu loa như này, gân 76 những màu vàng và màng giấy màu đen mờ và gân vải tẩm dầu 2 gân. Với cấu hình này thì em có lên 10 bộ phân tần có mã là BL-2, chạy 2 con trở nhôm và tụ của nó màu trắng sữa các bác nhé, tụ của nó màu trắng sữa, mạch màu vàng. Các bác đặt mẫu phân tần này, cái đọc mã cho em là BL-2 cho em, Tùng Nguyễn sẽ lên đơn ok và gửi hàng cho tất cả các bác. Và một đôi tép B3 450, củ từ là 120 và côn của nó là côn 44. Nắp nhôm các bác nhé, chạm nhún là màu vàng. Riêng dòng B3 Tùng Nguyễn vẫn làm cái loại bát ốc. Đấy, loại bát ốc mới là loại đẹp xịn các bác nhé. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn sẽ review cho tất cả các bác ở đây tổng xem là một loại BM này, combo bát tép phân tần sẽ có là 3 loại. Một chiếc vang lách Acoustic FX8 bản chính hãng và một chiếc mic CIF. Thì hôm nay em review cho tất cả các bác 5 sản phẩm. Các bác có nhu cầu đến mic CIF này, vang lách FX8 này, có rất là nhiều, 9-20 rất là nhiều loại, nhưng nhà Tùng Nguyễn vẫn chỉ làm có 8 thôi. Đấy, chất lượng của nó rất là tốt và nó là bản chính hãng để cho các bác sử dụng.
Và các bác có nhu cầu đến bát rời về thay với các cấu hình loa của nhà mình bị hỏng, bị cháy hoặc là bị chuột cắn hay gì đó, nếu anh em có nhu cầu đến thiết bị âm thanh, linh kiện rời của cửa hàng Tú Nguyễn, bất kể một trong năm sản phẩm ở đây, em có thể gửi cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc mình có thể nhận hàng, kiểm tra và thanh toán tiền. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác nhớ like và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay em xin chào nha.